Ai Cập loan báo lịch trình bầu cử quốc hội, tin từ Cairo, Ai Cập. Ủy ban bầu cử của Ai Cập vừa ấn định ngày tổng tuyển cử tại nước này sau 3 năm không hề có hoạt động của quốc hội. Nguồn tin này nói rằng Ai Cập không hề có quốc hội kể từ tháng 6 năm 2012 sau khi một tòa án tuyên bố giải tán các tổ chức dân chủ được bầu. Người đứng đầu ủy ban bầu cử cao nhất của Ai Cập, ông Ayman Abbas, vừa loan báo vòng đầu tiên của cuộc bầu cử sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 10 sắp tới. Cuộc bầu cử theo kế hoạch ban đầu là tháng 3 năm nay, nhưng đã hoãn lại vì tòa án phán quyết rằng một phần của cuộc bầu cử là vi hiến. Vòng thứ hai của cuộc bầu cử theo kế hoạch sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 năm nay. Dư luận cho rằng con đường chuyển tiếp sang nền dân chủ của Ai Cập có vẻ đầy gian nan từ sau khi chế độ Mubarak bị lật đổ. Tổng thống đương nhiệm Abdel Fattah al-Sisi đã lật đổ tổng thống đầu tiên được bầu của Ai Cập là Mohamed Morsi của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo vào năm 2013. Kể từ đó, chính phủ ông Sisi đàn áp người Hồi giáo, bỏ tù các ký giả quốc tế và thông qua một dự luật chống khủng bố gây tranh cãi. Chính phủ al-Sisi nói rằng cuộc bầu cử quốc hội sắp tới là bằng chứng cho thấy đất nước Ai Cập cam kết thực hiện nền dân chủ.